Alo mọi người. Công việc xong rồi, giờ mình đi về thôi. Để mình chỉnh cái này xíu ha. Rồi, bắt đầu khởi hành. Sẽ đi về, đi ngang Tòa Thánh. Đường này ngang Tòa Thánh. Đó. Phía trước là núi Bà Tây Ninh nè. Nghe nói mới khánh thành cái tượng Phật Bà cao lắm. Mình nhìn lên trên đó mình vẫn thấy cái tượng đó cao. Nhìn xa mà còn thấy vậy là rất là cao. Đó, trước mặt mọi người làm Tòa Thánh Tây Ninh không? Thánh địa của đạo Cao Đài nè. Hôm đây là những cái tòa thánh chu vi rất là lớn. Hồi học đại học là có lên đây cắm trại. Rồi nói cái khuôn viên này có cho cắm trại, không biết sau này còn không. Giờ mình đi hướng này là mình đi hướng Dương Minh Châu, đi về tới Chẳng Bàn luôn. Bình thường đi đường ngoài sẽ nhanh hơn, nhưng mà dạo này thấy khống chế tốc độ nhiều quá nên là đi cũng không nhanh hơn. Đường bên này thì nó lại rộng hơn nên là ở đây đi về đi đường này. Không biết mọi người thấy cái tượng Phật Bà không ha, chứ mình nhìn thì mình thấy đó, cái tượng cao trên đỉnh luôn kìa. Không biết nhìn qua camera thấy không. Ôi, tượng cao lớn ghê. Ở đến đây có cái ngã ba nè, quẹo qua đây là đi về Dương Minh Châu hoặc là đi núi Bà Đen.
mình sẽ quẹo qua đây, đi Dầu Tiếng gì đó cũng đi hướng đó, đi đường này cũng đi qua Dầu Tiếng được nè, nhưng mà đến chỗ Bến Củi là quẹo. Rồi đường này thì mình chạy thẳng một mạch là tới Trảng Bàng luôn. Lúa chín hết trơn rồi. Cái đường này nó có nhiều cái tán cây như thế này quá ha. To là to mà nó bên này nó đang quanh kia, kia đang lại. Nhìn hay ghê. Cái đoạn đường trên kia nó bụi quá, người ta đang làm đường. Nó rải nhựa lại luôn, ốp ra thành cái tuyến giao thông huyết mạch xuyên Á mà. Đó mọi người thấy cái cây nó đang qua đang lại ha. Nhìn nó hay. Mấy cái quán cà phê cứ núp ở dưới mấy cái tán cây này mát, treo võng nằm đã luôn. Cho nên rừng cao su còn nhiều lắm, Tây Ninh với Bình Dương. Nắng ghê không? Mọi người thấy nắng ghê không? Mà đi phải bận áo dài tay chứ. Đi mà hở hở vậy là về là nó đen thui luôn. Ngồi lúa chín nhìn đã không? Không có nhiều bản hạn chế tốc độ bằng cái đường cũ. Cái đường bên kia dạo này cấm nhiều bản giới hạn 50-60 quá. Đèn đỏ này chứ có muốn chạy luôn nữa.
đi đường này thì mình không có đi qua Gò Dầu, em thẳng là tới Trảng Bàng luôn. Về chỗ này là đến chỗ cái ngã ba quẹo qua bên Trảng Bàng nè. Mình quẹo đường này để ra chỗ Trảng Bàng luôn. Mình về thành phố Hồ Chí Minh thì mình đi thẳng tiếp. Đường bên này thì gặp ngã tư có đèn giao thông nhiều hơn bên kia. Mình thì cứ đi thẳng thôi. Dạ không mua cô. Thấy mấy người ta bán vé số là cứ canh lúc đèn xanh đèn đỏ là ta ra ta mời, nó rất là nguy hiểm. Mà cuộc sống là biết sao giờ. Mình có muốn mua giùm mình cũng rất là khó mà mua giùm. Đứng giữa đường mua vé số ra được. Cái vụ án xăng giả phức tạp quá, thấy bắt đầu mở rộng điều tra ra đến cây xăng Phúc Lộc Thọ trên Bình Phước rồi đó, còn nhiều lắm. 200 triệu lít đâu có ít đâu. Nó làm chán thiệt. Cổng chào Tây Ninh, hết địa phận Tây Ninh rồi đó. Thành phố Tây Ninh, trực thuộc tỉnh Tây Ninh. Mới về tới Sài Gòn. Đoạn này hay có chốt lắm nè, chốt ở chỗ Củ Chi nè. À, tí xíu về ghé chỗ kia uống nước mía thử coi. Nghe nói chỗ đó là nước mía ngon lắm luôn mà chưa bao giờ vô uống thử á. Về uống thử á. Như đâu đó đoạn Củ Chi hay Hóc Môn gì quên rồi. Chắc là Củ Chi. Còn địa phận Củ Chi. Này
mình xăng mình đổ đầy, mà hôm bữa mình đi buổi tối là cũng nhiều đó, mà chạy nó tên nên chạy về đến giờ này chưa hết xăng. Đó là cũng phụ gia vô nó cũng tiết kiệm xăng ghê chứ. Mình có xài phụ gia trong xăng và phụ gia nhớt, thấy cũng tiết kiệm nhiên liệu đáng kể đó. Rồi cầu vượt Củ Chi. Sắp về tới nhà rồi. Như là nước mía chỗ này. Rồi đúng rồi, vô uống nước mía một cái. Mía này nổi tiếng luôn nè. Mình ghé vô uống nước mía mà đông quá, đứng xếp hàng mua luôn. Trời thì chuyển mưa rồi, gió quá trời, thôi tranh thủ chạy về luôn. Chạy về chứ hồi mắc mưa là cực lắm. Trời vậy thì đi nó mát, thích. Mình chạy mình phải canh đèn đỏ từ xa vậy nè. Chạy sao mà vừa tới đó nó bờ chuyển qua đèn xanh, đỏ dừng, đỏ nóng. Này đem theo máy chụp hình quá mà cũng không có thời gian đi chụp. Sắp bước vô mùa mưa rồi. We'll be right back.
về đến cầu An Hạ. Cầu An Hạ là địa phận Hóc Môn. Qua cái cầu này hay cũng hay có một cái chốt nè, đừng có chạy ra bên ngoài, chạy lên trong. Không biết bên này có chốt không, chốt hay đứng đây nè. Đất nó nghỉ thời gian người ta trồng vụ mới. Đốt khói, nghe cái mùi khói đã ghê. Chạy qua chỗ này mà không có chốt là không có chốt.